Rồi, chào mọi người. Đã chuẩn bị bắt đầu học. Mọi người nghe có rõ không? Dạ có. Dạ có thầy. Lê Thị Minh Liên nghe có rõ không? Dạ có thầy. Rồi, như vậy là ba người nghe rõ, tức là những người khác kia cũng sẽ nghe được. Thế thì hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp theo trong cái mấy tuần đầu này, chúng ta sẽ là hoàn thiện các cái phép biến đổi đó, nè phép biến đổi ba trần, tính toán về là đồng học, tức là kinematics của cánh tay N bậc tự do, hay là gọi là robot công nghiệp. Dạ thầy ơi, thầy chia sẻ màn hình thôi. Không, thì chia sẻ nó đang còn nói cái đó. Đấy, thế thì những cái phân bày giảng thì, nhưng mà bên phía mọi người cả anh các chị có thấy là cái tính cũ, cái sao bên máy của tôi cái tính cũ nó mất đâu, cho nên là cái tài liệu đưa lên cũng mất, đã hiểu vì sao hay là nó ở đâu không thấy, thế ra tôi phải làm cái tính mới, mà tính mới thì lại chưa đưa tài liệu lên đây này. Vậy để úp đôi thì úp tài liệu lên cái nào đây, đây mọi người sẽ có để mà xem luôn. Tím cu vẫn còn mà thôi. Tính của vẫn con rồi, thế sao bên máy của tôi nó ở đâu không biết, Chắc được thầy rồi. ấn các cái nhóm ẩn ở bên dưới thôi. Có tất cả các nhóm này. Có một cái mũi tên ở các nhóm ẩn ấy thôi. À, thì tí nó tìm lại xem được. Người ta cứ dùng bên này cái đã, xong rồi có gì bên kia thì xong. Folder nhé. Rồi. Xem. Chúng ta sẽ xem cái bài đây. Thế thì đối với cái tuần này thì tất cả những cái đồng học của các phép biến đổi đó nè, thì ta thực hiện là theo cái hai, từ ra robot thì nó có hai cái loại chuyển động cơ bản, nó cũng là chuyển động gần như là duy nhất hiện nay với cơ học ấy, đó là chuyển động tình tiến và chuyển động quay. Thế thì khi mà tình tiến trên hệ tọa độ đi một cái giá trị theo ba trục x, y, z, những giá trị là a, b, c, người ta ghi đây là a trừ b trừ c là cái dấu thôi. Đấy. Sau đó sẽ hoặc là quay đi một góc là phi. Đấy. Thế thì chúng ta có một cái phép biến đổi đại diện, chẳng hạn như trên hình vẽ trên slide đây. Đó này. Thì như vậy là cái phép biến đổi này á, nó sẽ bao gồm hai phần kết hợp là phần quay và là phần tình tiến. Thế thì khi mà viết giữa phần quay và phần tình tiến với nhau thì người ta đưa ra một cái tọa độ suy rộng thứ tư, ta gọi là tọa độ T, nó đặc trưng cho cái mức độ co giãn giữa hai hệ tọa độ. Đấy, chúng ta lưu ý như thế. Nó bằng một, tức là hai hệ tọa độ á, nó có độ co giãn bằng nhau, tỷ lệ bằng nhau. Còn nếu như mà cái tế này khác một thì nó sẽ nói lên rằng là cái hệ tọa độ nó có cái độ co giãn nó không bằng nhau. Ví dụ chúng ta đưa cái hệ tọa độ là cm sang hệ tọa độ là inch chẳng hạn,
Vì như vậy là rõ ràng nó có cái sự có giãn về ký hiệu đúng không? Rõ ràng là 1 cm và 1 inch thì nó sẽ có cái đồ có giãn là tầm khoảng cỡ t bằng 2,54. Hoặc là ngược lại từ inch về cm thì nó sẽ có giãn là 1 trên 2,54. Đấy, cái đấy thì chúng ta đã biết cái tỷ lệ giữa cm và inch rồi. Thế thì phần quay chúng ta sẽ gọi là ma trận error rotation. Rồi. Và phần tình tiến ta gọi là ma trận P, đây là positional, đó là tình tiến. Thế thì nếu như mà một cái phép là quay trước sau đó tình tiến thì ta sẽ mô tả bằng một cái ma trận là TEG như thế này, nó đơn giản thôi. Và đây là cái khái triển chi tiết hơn giữa một ma trận quay REG và một ma trận tình tiến tổng quát TEG. Thế thì ma trận tình tiến được mô tả bởi là các giá trị quay là không đổi, có nghĩa rằng là tọa độ x, y, z cố định trong cái phép quay nhưng mà lại dịch chuyển theo trục với phép tình tiến các cái giá trị là px, py và pz. Đấy. Ở đây là ba cái ma trận quay Rx alpha, tức là khi quay quanh trục x một góc alpha. Chúng ta sẽ thấy rằng nếu ta quy được theo trục x, y, z theo thứ tự thì nó quay ở trục nào thì đơn vị quay trục đó sẽ là một. Tương tự như thế sẽ quay đi một trục góc là trục góc xin lỗi, mà quay đi trên trục y một góc là phi thì ta có cái ma trận quay như trên hình này. Và tiếp theo là nếu mà quay đi quanh trục Z một góc là theta, chúng ta sẽ có cái ma trận quay như RZ theta. Đấy. Thì như vậy là chúng ta vừa giới thiệu xong ba cái ma trận quay và một cái ma trận tình tiến. Cho nên là chúng ta sẽ là tiến hành làm một bài tập đầu tiên. Tất cả những cái này về lý thuyết thì nó không phải là quá khó. Nhưng mà quan trọng là chúng ta làm bài tập và tính toán cho nó đúng và chi tiết cẩn thận. Đấy. Thì đến bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập đầu tiên là bài số 1 là tính ma trận quay Rx, Ry, Rz cụ thể chi tiết bằng cách vẽ các hệ tọa độ T và thể hiện phép quay rồi chứng minh thức của phép quay. Đấy, mọi người làm cái bài số 1 xem nào. Mọi người thực hiện cái này trong 20 phút. Trong 20 phút nha. Như vậy là bây giờ 9 giờ 8 phút cho đến 9 giờ 28 phút. 9 giờ 28 phút sẽ phải nộp lên đây. Nộp đó nào. Cái này thì ta làm cũng nhanh thôi nhưng mà bài đầu tiên cho nên ta cho thời gian nó dài một chút. Chứ thực tế tính cái này thì nó mất khoảng cỡ 10 phút thôi. Đây có một số. Hãy subscribe.
để cho tiện lợi thì ta sẽ bỏ cái này vào trong cái tin luôn, này vào trong tin xem lấy ra cho mình vào. Tại Covid thì đi, tại Covid thì đi tí về chứ, mà 3 tiết thì về học rồi đi về xong rồi nó học cái này. Dạ thầy ơi, Ơi dạ thầy gợi ý cho bọn em cách làm này thầy. thì cái về cái tọa độ ra rồi là cho nó quay tăng trục, trong quay theo trục x thì cái tọa độ cũ em gọi là dấu x1 y1 z1 1 tọa độ mới x2 y2 z2 1, sau đó em có thể em tính cái mặt trần quay vừa thôi, vừa theo hình học mà tính thôi. À, thầy ơi, mình tính là mình tính ra ma trận với cosine đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ vâng.
Em xem trong cái bài giảng tuần 1, tuần 2 nó có trong cách mô tả trong hệ tọa độ 2D, từ đó suy ra hệ tọa độ 3D.
Thực ra tôi cũng chẳng cần đến chính thời gian, nhưng mà ai làm mà được rồi thì cứ đưa lên đây để mọi người tham khảo này. Thầy ơi, quay cái trục nào thì cái hệ số nó bằng một rồi thầy? Em chứng minh đi. Trên cái hình mà màu trắng hình vẽ tôi có trên đế, tức là cái hình đã là công thức cuối cùng của nó, nhưng vấn đề là từ cái hệ tọa độ vẽ ra thì anh chỉ phải là chứng minh cái trục quay của nó và là tính công thức cho nó để ra được cái kết quả đó. Lâu à, nhưng chưa thấy người nào là chứng minh được cái công thức này hết à, đơn giản thế mà lâu thế. Người nào làm được thì đưa lên để ghi tên lại, hôm sau có tính điểm điểm học tập với điểm ấy chứ. Tính điểm học thành phần luôn.
Rồi, tất cả mọi người bật camera lên. Xem được. Những đồng chí nào đang ngồi học, những đồng chí nào đang còn trốn học, những đồng chí nào đang còn lang thang làm việc khác. Xem nào. Ủa? Sao lượt mình cứ như nhớ nhớ như có người dạy học rồi với tôi rồi đó này. Để cái tiếng mình quen như chữ chỉ tuyệt đấy. Trình với Tuấn Kiệt thì mới học, Trình với Tuấn Kiệt thì hôm qua mới học mà đấy mà. Đúng dạ không? em có học Trình được mới học đấy. đi được có thể À, đấy thì mình liên làm học, à mới vừa học VBL. Lực mình có học về tư ra hả? Rồi. giờ đây môn thứ tư thôi. Có môn thứ tư chứ. Lực mình khoảng 19 mà đang học bao nhiêu gì đó. Mạch điện tử, mạch số, PBL, bây giờ là kỹ thuật robot thôi. Chào, 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 chào. Wow. Bao nhiêu bài của thầy và trò việc thì trở nên còn nữa. Rồi bây giờ tiếp đến là bài tập thứ hai. Bài tập thứ một mà làm chấm thì nó mà coi như là đánh qua bài thứ hai của mình. Bài thứ tư thì coi phải làm cái assignment để mà nộp vào này chứ. Chịu được. Rồi, có Trình Chi Tuấn Kiệt đưa lên đây. Rồi. Rồi tính nào cho một R X Y. Rồi. Bây giờ ta đi bài tập số 2 là cho điểm M, M có tọa độ đâu? M một năm sáu một bảy xác định các tọa độ mới ô các biến đổi sau đây. Nhất là quay RX 30 độ, tiếp theo quay RI 60 độ, tiếp theo quay RZ trừ 45 độ. Rồi như vậy cứ sau một phải quay là tính một tọa độ và kiểm và đưa lên. Đã rõ không nào? Sau một phải quay là tính một tọa độ. Có Lê Thị Minh Liên rồi. Lê Thị Minh Liên. Đấy, bài tập số 2 thì là chúng tôi cho cái tọa độ ban đầu và các cái góc quay theo các trục. Chúng ta cứ sau mỗi phép quay ta tính một cái tọa lại tính tọa độ mới cứ thế đưa lên.
Ừ. Bài này cho làm trong cùng 20 phút. Chủ yếu là nhân chi tiết ra này, chú ý là nhân chi tiết mà trình ra, không làm tắt, không dùng là phần mềm. Đấy. Tính chi tiết mà trình ra cho nó cẩn thận. Nó có người nào đây là 10570425 nó có tên 10571704425 là tên chi? Dạ Nguyễn Ngọc Tường này. Ủa răng nó có tên mà là để cái số mã số sinh viên à? À, em không biết nữa. Cái này chắc do tìm bị lỗi. À rồi, đây là cửa hàng.
Rồi như vậy là kết quả thế nào rồi? Bài số 2. Kết quả lặng lẽ trôi qua không thấy nói gì hết. Hãy
45. Đấy thì mình liền đưa lên rồi. Phạm Văn Hùng. Rồi. Liên và Văn Hùng. Rồi, để xem nào. Như vậy là ba cái tọa độ mới. Người nào chưa làm mới kiểm, người đang làm mới kiểm tra xem thử có đúng không. Và cái đấy. Quên, hát nhầm cái đấy không phải. Bảo đồ nó bị sai rồi. Xin lỗi, sửa lại cái đã. Bảo đồ cái này cho là bao nhiêu nhỉ? Bảo đồ trên cho là 1561 Đấy, như vậy là tọa độ mà sau phải quay quanh trục x ta sẽ có tọa độ là 1, 1,33, 7,7 và 1. Này Hùng làm đúng không? Bây giờ mình tính ra cái số thập phân như con điểm nguyên cắn thế này là không đánh giá sao làm bài chấm được đâu Hùng nghe. Mà bắn Hùng rồi. Dạ thôi. Số là phải tính ra số thập phân để con là kiểm tra đúng sai chứ để cái số cắn này là đánh giá không được không ạ? À. Yên. 1,37,7,696. Đúng không? Đấy, đúng rồi. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bài số 3 là từ các mã trần quay trên. Tính các mã trần đảo R x trừ 1 mã trần nghịch đảo của nói là Rx, Ry, Rz. Sau đó ngược lại các cái tọa độ trên để kiểm tra. Để về phải, các anh chị phải tính các cái mã trần nghịch đảo quay á, chi tiết, đấy, tính chi tiết các mắt trên nghịch đảo nó còn xem đưa ra, sau đó là lắp tọa độ vào để tính ngược là các góc quay xem kiểm tra tọa độ nó có đúng không, góc quay có đúng không. Thực ra cái việc kiểm tra đấy là kiểm tra ngược, cho nên chúng ta làm để là làm quen với cái việc là tính tọa độ robot cánh của cánh tay sau này. Rồi chúng ta bắt đầu làm cái này. Cái này thì có 30 phút. Một phút để làm bài này.
chín bây giờ là chín nhiêu, 50, 5 tới 10 giờ 20. Làm cẩn thận, tính mát cái nghịch đạo làm cho cẩn thận. Chuẩn bị rồi là tính như là mã trận phù hợp, rồi tính cả cái phân tử, cẩn thận. Trần Nhật Minh. Ôi da, chụp cho nó cũng quay dọc mà đọc cho mắt quay ngắm cho mà gãy cổ. Trần Nhật Minh chụp lại cái này để này ai đọc đã được. Dạ. Mà bữa lại giờ là nó qua bài ba rồi chứ bài hai gì nữa. Đến giờ làm bài ba thì làm bài ba đi mà tí nữa lên luôn. Mình làm bài ba đi, giờ quá thời gian làm của bài ba rồi, đừng có đưa bài hai lên nữa. Chuyển qua làm bài ba xong chốc nữa có đưa thì đưa luôn một lần.
Rồi như vậy là chưa còn mấy phút nữa, nhưng mà điều thôi thì người nào đã làm đến đâu thì được thôi, thì cứ đưa lên đây xem luôn được. Về kiểm tra kết quả, làm xong kiểm tra kết quả xem thử các cái ma trận nghịch đạo như thế tính có đúng chưa. Sau đó tính ngược lại các tọa độ nếu có kết quả chưa. Đây, sau khi có ma trận nghịch đạo rồi thì là tính ngược lại các tọa độ. Đây là kết quả cuối cùng chứ còn mà để có kết quả cuối cùng này thì đương nhiên là mọi người phải thực hiện các cái tính toán trung gian nữa chứ không phải tự dưng vô cớ nó ra cái này, do đó phải tự làm phần trung gian này. Rồi bây giờ thầy vào tính tọa độ đây. Rồi, ai tính toán được tọa độ đưa lên coi. Kiểm tra cả cái tọa độ ngược xem có đúng không.
Rồi, ai làm được rồi đưa lên. Ai làm rồi thì đưa lên thảo luận. Rồi. Rồi, Trần Nhật Minh xem nào. Nó bài nào đây? Kết quả được không? Tính từng tọa độ 1 như vậy là 6 tọa độ x từ Z về Y thì là kiểm tra tọa độ ở đâu? Nhân với cái mã trần ngược ra cái gì?
Cái này chưa rõ cái cách làm rồi. Rồi Nhật Minh kiểm tra thì là từ cái tọa độ cuối á, là tính về cái tọa độ ban đầu á, thì qua từng cái ma trận quay ngược á. Nghe nào, thay số của ma trận quay ngược vào để tính ngược tọa độ lại. Như vậy là thông qua cái tọa độ cuối M10Z cùng với ma trận quay Z đảo thì tính được MI. Từ MI cùng với ma trận quay Y đảo tính được MX. Và từ MX kết hợp với ma trận quay X đảo tính được M ban đầu. Những kết quả đó để xác định là coi như cái chúng ta biết được phương pháp tính và chủ động trong cái việc tính toán. Được rồi chứ nào. Đấy. Tiếp tục đây, tức là nó đúng yêu cầu xem nào.
Rồi, lâu thế. Học thì còn năm nên nhanh nhanh để sang bài mới chứ. Bà này kia thì hay hơn. Với tính là cái má trần ngược tính chưa tính ra xong rồi là có kết quả đấy rồi chứ bỏ vô số có tính cũng không tính lui được à. Đã lưu ý đối với mã trần thì như vậy là tọa độ mới thì nó bằng cái phép biến đổi nhân với tọa độ cũ. Thì như vậy ngược lại tọa độ cũ sẽ bằng phép biến đổi trừ một nhân với tọa độ mới. Đó là hai cái cách để chúng ta tính. Đó nè, tọa độ biến đổi thuận và ngược ở trong các cái chuyển động của robot. Đấy. Dạ thầy ơi, ở sáng bên là mình sẽ nộp 3 bài tập lên phán thôi. Nộp chưa đại chứ còn mấy cái đấy nộp sau cùng. Quan trọng là làm giờ để mà làm bài mới tiếp vào này. Còn cái đấy thì nộp assignment thì sẽ nộp sau sau buổi học.
Rồi bây giờ chúng ta nói đến vấn đề tiếp theo, tức là đây chúng ta mô tả hình thức của một cái cánh tay máy ba bậc tự do. Mọi người thấy cái hình vẽ đấy chưa? Dạ thầy, thầy. Rồi, thế thì để mà điều khiển được cánh tay máy này ấy, thì chúng ta phải là xác định được cái hệ tọa độ cho cái tay máy đó. Thì như trong bài học online ấy, thì thầy đã nói về cái hệ tọa độ quán tính. Đấy. Thế nào là hệ tọa độ quán tính? Tức là hệ tọa độ cố định trong không gian. Chúng ta ví dụ như là robot này nó đặt trong một căn phòng. Phòng có gì đây? Ba cái chân tường đấy, ví dụ thế. Một tường này, một ví dụ như vậy. Tất nhiên chỗ này ta phải xóa đi cho nó khỏi bị vướng. Rồi. Thế thì là về lý thuyết thì chúng ta sẽ đặt cái hệ tọa độ quán tính nhá. Là thường là nó sẽ là trùng với là cái trùng với là cái trục hay là chỗ này là cố định đây. Đấy, đặt hệ tọa độ quán tính đấy. Đó nào. Là nó sẽ không bị di chuyển theo là bất kỳ các cái đối tượng khác. Ví dụ như trong phòng nó có nhiều robot mà chúng ta đặt cái hệ tọa độ quán tính mà nó là không cố định nhá, thì như vậy nó sẽ làm cho là cái di chuyển nó điều khiển không được. Đấy, thì đây. Thì thế. Đó. Tuy nhiên là có một điều là khi chúng ta đặt cái hệ tọa độ quán tính nhá, mà tại góc tường như thế này á, thì như vậy nó sẽ sinh ra một cái khoảng cách là từ cái góc tường này đến robot này là một cái khoảng cách gọi là cái tọa độ thứ nhất. Đúng không nào? Đó, khoảng cách đấy. Xong rồi từ cái chỗ trục quay dưới này á, nó là có một cái khoảng cách nữa từ đây đi lên đây. Thì cái tấm quay này. Để trục quay không trong mặt phẳng thẳng đứng. Rồi, từ đây là tiếp tục di chuyển thêm một lần tọa độ nữa lên đây. Đấy. Rồi từ đây là mới đi đến tọa độ cuối cùng. Ở đây là có cái tay kẹp. Ta coi như tay kẹp nằm sát cái bỏ quá cái kích thước tay kẹp trước mắt. À. Tạm thời đơn giản nó bỏ qua đi thì cho như vậy ta sẽ có là bốn cái khoảng cách. Đó, khoảng cách này L0 đó, đó. L1 L2 đúng nè và L3 đó. Như thế. Tuy nhiên là như về điểm mà để thể khi cái hệ tọa độ và cái hệ tọa độ mới mới đặt trong cái tấm của cánh tay nhất này á thì nó sẽ là được xác định bởi như đây, được đặt trong cái hệ như thế này đây. Đổi màu đi. Đấy, như thế, đấy. Rồi là trục như đây. Đấy, rồi một trục này như đây. Đó. Và là các cái đầu trục như thế như đấy. Cái hệ tọa độ này nó sẽ quay theo cái trục của robot. Đó, chỗ này ta gọi là x0 hay z0. X đây, x0 đây chỗ đây ha. Mọi người xem cho kỳ để chút nữa mà làm ngay. Chứ không phải là đừng nghe nghe xong rồi quên lên rồi đó. Y0 này. Rồi là z0 này. Thì khi đổi qua đây ta có là x1 này. Hệ này là hệ tiếp theo của nó là x1, y1 và z1. Đó. Như vậy từ đây chúng ta sẽ thấy là từ tọa độ là
O0, X0, Y0 về đến là O1, Y1, X1, Z1 là nó đã có một cái phép dịch chuyển tọa độ rồi đó, đúng không? Nó tinh tiến từ O0 đến O1 và sau đó là nó mới quay. Quay theo cái chiều này là một cánh tay này, đó. Quay theo cánh tay này là hai, à. Đó. Quay theo cánh tay này là ba. Tất nhiên có thể quay lên quay xuống một tùy, là quay trái quay phải đấy. Thì nếu như mà từ đây rồi á, chúng ta sẽ có cái biến đổi là đến O1. Bây giờ ta gọi cái điểm này là điểm O2, là cái tấm quay của cánh tay thứ hai đấy, và điểm này là điểm O3, tức là tấm quay của cánh tay thứ ba nằm đây, ký hiệu là O3 này đó. Ngoài ra ta ký hiệu góc quay này là của cái khớp thứ nhất, ta ký hiệu là Q1. Góc quay này của khớp thứ hai, ta ký hiệu là Q2. Và góc quay này là của khớp thứ ba, ta ký hiệu là Q3. Đó, rồi. Thế thì cái hệ tọa độ màu tím này là hệ tọa độ O1, Y1, Z1. Và tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng cái hệ tọa độ là O2, Y2 và Z2. À, ở đây. O2 đây rồi thì như vậy ví dụ ta cho cái trục Y2 nó trùng vào đây. Đấy, Y2. Đó, Y2 đó. Rồi. Khi hai hướng này thì đương nhiên Z2 của nó sẽ là vuông góc, đúng không? Vuông góc theo đây. Đấy. Z2. Hai trục này vì nó nằm trung với cánh tay của thứ hai cho nên cái trục thứ ba nó sẽ là nằm ở trong mặt phẳng là vuông góc với là O2, Y2, Z2. Thì đương nhiên trục này á, nói gì thì nói nó sẽ trùng với là song song với trục x1 x2 à. Đó. Nó sẽ song song với trục x1. Tương tự như thế chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà tấm quay thứ ba là O3 đây rồi, ta sẽ về cái hệ tọa độ thứ ba, hệ tọa độ thứ ba đây, và ta cho chiều trục Y3 nó trùng với là cái cánh tay thứ ba, Y3 đây nó trùng với cánh tay thứ ba đấy, Y3. Rồi trục Z3 thì đương nhiên là nó sẽ vuông góc với trục Y3 cho nên ví dụ nói lên đây chẳng hạn, ta vẽ theo đúng góc 90 độ thôi ha. Đấy, Z3. Và trục là x3 thì nó sẽ song song với trục là x2. Đấy. Bởi vì nó tinh tiến trên một mặt phẳng cho nên đương nhiên nó sẽ song song đó, đúng không? Trục x3. Thế thì như vậy là cái việc và thực hiện ba trục định những cái chỗ như thế này á, ta gọi là cả cái việc xác định hệ tọa độ. Thế còn đối với trục tọa độ cuối cùng á, như trục này á là chỗ này thì tọa độ có tay kẹp cho nên ta sẽ nói sau. Như tạm thời ở đây. Tạm thời ở đây chẳng hạn. Đó nè. Rồi là nào đó. Đây là 4. À. Đấy, x4. Rồi là y4, à. Rồi là Z4 đấy. Đó.
Thế thì là những cái này là cái mà cách gọi là cách đặt cái hệ tọa độ ở trong không gian khi mình thiết kế robot. Đấy. Thì thông thường là trục hệ x không y không z không này á, thì người ta sẽ đặt luôn vào nó trùng với là cái x một y một z một, bởi vì để xa thì nó cũng được nhưng mà thực ra nó không cần thiết. Này, thông thường người ta cho y không z không nằm luôn vào đây. Đấy, vào đây. Đấy. Thông thường là như thế. Đấy. Đó. X0. Y0. Và Z0. Đấy. Tức là thay vì đặt nó ở trong góc nhà thì ta chuyển nó đến là ngay cái chân của robot. Như vậy là cái hệ tọa độ x1, y1, z1 sẽ quay xung quanh trục z0 trùng với z1. À, cách xây dựng hệ tọa độ nó là như vậy. Thì đây là một cái phương pháp hay là một cái thủ thuật để mình xây dựng hệ tọa độ của robot, để từ đó chúng ta có thể là hiểu được và nắm được khi thực hiện các phép biến đổi tọa độ cho robot đó nè, trong quá trình chúng ta nghiên cứu và tính toán. Đây. Phương pháp xây dựng hệ tọa độ như vậy người ta gọi là phương pháp xây dựng hệ tọa độ theo chuỗi. Theo chuỗi. Như vậy là dựa trên cái hệ tọa độ này thì chúng ta thấy rằng ví dụ điểm ta cho điểm M nó sẽ nằm ở cái điểm cuối đây, M nằm đây. M à. Điểm cuối. Đấy. Điểm cuối là M. Điểm cuối M. Đấy. Bây giờ là theo các tọa độ theo cánh tay thứ ba à, thì tính về cánh tay thứ hai à, rồi là cánh tay hai về thứ một và theo cánh tay thứ một về góc tọa độ quán tính. Đấy, như vậy ta có các cái tính toán qua tọa độ của robot nó đi như vậy. Trên từ điểm M này chúng ta sẽ đi theo cánh tay ta đi về dần thế này. À. Thì để nắm được cái này bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập ở đây. Nhất là cho cái điểm M ban đầu á, ban đầu các cánh tay chiều dài L1 bằng L1 là bằng một mét, L2 của bằng là 0,9 mét, L3 bằng là 0,8 mét. À, ban đầu
góc đặt là Q1 bằng 0. Không. Q2 bằng đi lên như vậy là 45 độ. Và Q3 trừ đi xuống như vậy thay vì là gì thì nó nằm ngang, so với nằm ngang là 45 độ thì nó bằng trừ 45 độ. Đấy. Hãy xác định M và tọa độ các gốc, tọa độ các gốc O3, O2, O3 và O2. Đấy, đầu tiên là 1, xác định những nửa cái đá. Rồi ta làm cái bài này. Làm đi nào. Từ cái phải xác định điểm tọa độ điểm M này, đây là các gốc O2 và O3 nhá. À, O3 cũng rồi, đấy. Tọa độ các gốc là bao nhiêu? Chỗ L1 là 7 mét à thế? L1 là 1 mét. 1 mét, 0,9 mét, 0,8 mét. Đó. Tính là tính theo tọa độ, biến đổi tọa độ chứ không phải là tính theo hình học mà ấy mới nghe. Tính theo biến đổi tọa độ VVV để mà tính nhé.
Thầy cho em hỏi với ạ. Rồi nói đi em. Thầy em hỏi chỗ gấp đặt là sao, em chưa hiểu lắm nè. À thế là em bắn đâu á? Là gấp giữa cái gì với cái gì thầy? Ủa? Cái bài đầu tiên nói về hệ tọa độ là em đã hiểu khái niệm thế nào là hệ tọa độ, quán tính là các hệ tọa độ theo chiều thuận chiều ngược thì cái giữa cái gì và cái gì là so với cái trục nào rồi chứ? Ở đây tức là gấp thì đương nhiên phải so với trục chuẩn của nó trên mặt phẳng nằm ngang chứ. Đó. Tất cả các cái trục khi mà đặt vuông góc thì chúng ta đi hình dung là nó ví dụ như đây ta đặt theo trình từ x y z đó. Thì như vậy là x với y với z nó nằm trong mặt phẳng của màn hình, còn cái trục x sẽ vuông góc vào mặt phẳng của màn hình, thấy chưa? Cho nên là cái trục y nó sẽ là ta gọi là đường nằm ngang, trục z đường nằm thẳng đứng theo đúng như là hệ tọa độ thông thường là tọa độ khoanh độ với tung độ. Thế em nhìn vào trong hệ tọa độ đặt ở đó sẽ thấy đó là x không y không z không thì như vậy là z không trục tung, y không là trục khoanh và x không là trục vuông góc của cái mặt phẳng ta đang nhìn. Đấy. Thầy ấy mấy cái tọa độ các cái góc vậy là mình so với góc ô khống mà thầy hay là sao thầy? Bản đồ thì đương nhiên là nó bằng không rồi, nó so với tọa độ là quán tính rồi. Như vậy.
Thì cho em hỏi là cái góc quay là cái góc quay so với phương phương ngang hay là so với cái trục trục trước đấy thôi. Đến nay là có ba cái góc thì em hỏi là ba góc thì em hỏi góc nào? Dạ thưa thầy là góc Q3 ấy thầy ạ. Em nhìn vào trong cái hình vẽ này á, em hình dung được là con cái cánh tay này nó làm việc như thế nào không? Nó quay như thế nào không? Nó quay 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 lên ạ. Quay lên là quay xuống đúng không? Như vậy là hai cánh tay thứ hai và thứ ba là chỉ có quay lên và quay xuống. Còn cánh tay thứ nhất á, thì nó quay tròn ở trong cái mặt phẳng nằm dưới đáy á, tức là nó quay tròn quanh cái trục của nó đúng không nào? Dạ. Đấy, thì từ đó em suy ra lên góc của nó sẽ chuyển động theo cái hướng nào thôi. Em hiểu rồi. Rồi, Phạm Văn Hùng. Như
vậy là từ cái điểm M ra cái này á là xem lại cái này là đi như thế này thì nó bị ngược. Đấy, đi thế này nó lại bị ngược. Cách tính là không phải tính từ cái điểm tọa độ để M ban đầu á. Sau đó tính nó về là gốc tọa độ để xác định cái bán kính. R0 là ban đầu là bao nhiêu? Đã hình dung là nối một cái đường á. Hình dung là nối một đường từ góc tọa độ lên đến điểm M ban đầu này này. Ta gọi là cái bán kính ban đầu này này. Thì nó là bao nhiêu này? Đó. Cái R0 này này. Đó. Sau khi tính đến cái bán mục đích thực ra là để làm chi? Để là chúng ta thấy khi điểm robot nó di động thì hay là di chuyển thì cái điểm M nó sẽ chạy. Và điểm M sẽ chạy tức là tọa độ của R0 nó sẽ thay đổi. Thế thì mục đích của chúng ta là để tính cái thay đổi của cái R0 đấy.
Như vậy nếu chúng ta nhìn vào trong cái hình này á, chúng ta thấy rằng để mà tính cái tọa độ di chuyển đầu tiên chúng ta phải tính cái tọa độ điểm M ở trong cái tọa độ M ở trong cái hệ O3X3Y3. Sau đó tiếp cách mình di chuyển hay biến đổi O3X3Y3 về lại trung với O2X2Y2Z2. Rồi tiếp theo chúng ta lại phải di chuyển từ cái O2Y2Z2 về lại O1Y1Z1. Thế thầy cho xem màn hình ạ. Xe nó xe trên cái này là trên cái chỗ mà ô tím mà. Dạ thầy tắt xe rồi ạ. Tắt xe như thế đến tím này chứ, hình nó thầy gửi đến đấy rồi mà. Đấy chứ ạ. À? Dạ vâng. Đấy. Nếu ta chuyển từ điểm cuối này đi về điểm trung gian O3 về O2 về O1 thì như vậy một lần chuyển như thế thì tọa độ nó sẽ biến đổi như thế nào? Đấy, bây giờ ta mới nhìn vào cái hình xe ở trên mà thế này. Có phải là ta thấy này? Nhất là từ điểm M ban đầu đúng không? Từ điểm mưa ban đầu tọa độ mấy đó không biết nó nè đấy ta mới này rõ ràng là ta phải là chỉ quay cái hệ O3 quanh trục x3 một góc đúng không hệ O3 O x3 một góc này góc mấy góc này chính là góc L là gì như vậy là một góc Q2 đúng không để cho OI3 về trùng với không phải trùng mà thẳng hướng với là OI2 đây quay cái đá sau đó từ OI2 này á tiếp tục mới là gì tình tiến ba về trùng với là O2 đây vì tọa độ điểm M ban đầu nó có rồi nha thực ra điểm M ban đầu này đấy là tôi vẽ cái đường này thực ra người ta phải nhìn vào thấy luôn là gì x bằng không này y thì sẽ là L3 này đúng không? L3 này Z bằng 0 này và 1 đấy, tọa độ ban đầu của nó đấy tình tiến về trung với O2 sau khi tình tiến về trung với O2 thì nó sẽ quay đi một góc là Q3 nhầm Q3 tức là Q3 này nó âm đọc là Q3 rồi tiếp theo nó phải là gì nữa rồi nó mới quay đi đúng không? Quay hệ O2 với O3 bây giờ về trung với O2 như vậy là nó sẽ là cái ống O2 cho nên ta quay lúc này quay O2 O x2 một góc là gì Q2 để làm gì để là O là O Z2 O Z2 cùng hướng thẳng hướng và thẳng hướng đấy đúng. Là O Z một sau đó mới là tinh tiến à, O hai về một góc khoảng
L1 V trung O1 đấy. Sau đó mới là gì nữa? Quay là O1 vóc Q1 để là O X1 V trung O X0. Ta có tọa độ R0. Đấy, cần tìm tọa độ R0 đó. Đó. Đấy. Mọi người đã có nhìn thấy rõ không? Thế muốn biết rõ hay không thì như vậy là phải đọc cái mà tôi vừa biết đấy để làm gì, để mà hiểu ra vấn đề. Đây, kết hợp cả hai cái vào một luôn đây, trong cái hình vẽ luôn đây. Các bạn cho nhìn thấy vấn đề đi, cái đó mới là nghiền ngẫm ra để mà hiểu tính ha. À. Nghiên cứu đi rồi 10-15 phút xem mình có hiểu được không hay là chỗ nào chưa rõ thì hỏi nè. Thứ tha cho em hỏi chỗ cách xác định tọa độ điểm M nó em chưa hiểu lắm. M nó trung với trục y ba thì rõ ràng là tọa độ z và x bằng 0, còn nó còn một cái tọa độ y là L3 thôi. Dạ dạ. Thế tôi tại cái chỗ tọa độ M ấy là sao lại có bốn cái thế? Thì là mình đóng tọa độ không gian nó có ba trục thôi mà thôi. Đầu buổi thầy đã nói về cái tọa độ suy rộng rồi, em nhớ lại đi. À là cái đồ có giãn của hệ tọa độ ấy đúng không thầy? Ừ. Rồi đó.
Dạ, góc cái góc đạt đó mình tính từ góc tọa độ đến điểm M, nó có khác từ M về góc tọa độ không thầy? Em nhìn vào đây em suy đoán đi. Nhìn vào cái hình vẽ đấy, với ban đầu các cánh tay đưa đề 45 độ và trừ 45 độ rồi thì trên mặt phẳng rồi thì em suy đoán đi. Thầy, nếu như mà em chọn cái góc tọa độ của điểm M, cái tọa độ điểm M là 0,0,0, xong rồi em tịnh tiến, xong rồi em quay sau đúng không thầy? Không, bởi vì là cái hệ tọa độ quán tính luôn luôn là cố định rồi, bắt buộc là cố định tuyệt đối rồi. Bởi vì robot mà không có hệ tọa độ quán tính thì không điều khiển được. Thầy, đứa em quay cùng chiều cái đồng hồ là dương hả thầy?
Không, chưa quay. Thế chưa lương giảm chứ. Thì em tính sinh cổ sao đây gọi là chiều dương cũng quay được. Đúng không? Công thức của em quay là tính theo sinh cổ thì em phải tính theo góc lương giảm chứ. Thế chiều lương giảm chứ. Cẩn thận này, giờ thì ai nó coi như đường sẵn chưa thấy có chàng sinh viên nào thấy được ánh sáng của Chúa cả.
Và cái này mọi người tính như vậy là từ cái điểm mà ban đầu là 0 nè, L3 nè, 0, 1 nè. Như vậy quay quanh trục OX một góc Q3 để cho nó về thẳng hướng thì ta sẽ thấy rằng góc quay nó là mấy độ? Góc quay là mấy độ? Trừ 45 đây. Trừ 45 thế nào được? Mình quay thẳng hướng với là OY3 thì nó phải quay quay lên hay quay xuống? Quay lên 90. Quay lên 90 thì nó phải quay lên là 90 độ đúng không? Đấy. Và khi quay lên 90 độ thì ta tính ra tọa độ mới của cái M. Nó quay cái hệ tọa độ mà. Đã hình dung là cái điểm M thì nó vẫn đứng đó thôi. Nhưng mà cái hệ tọa độ nó quay. Hệ tọa độ O3, X3, Y3, Z3 nó quay đi nữa nha. Thế đó cái biến thì như thế nên tọa độ mới của M trong O3, Y3, X3, Z3 nó sẽ thay đổi. Đó. Đã hình dung là bứng cái hệ tọa độ O3 để mà quay lên. Nó trục lui về O2. Rồi là quay theo là trục OX2 để cho trục Z. Nó trung trục Z sẽ trục lui về OX1. Nè, bứng cái hệ tọa độ O3 để mà chạy quanh lên nè. Được rồi chứ nào. Mọi người chưa hình dung ra hả? Thế là đoàn chỗ L3 quay lên 90 độ hay sao thôi thầy? Đây, mình nói lại cái chỗ này này. Từ hệ tọa độ này hả, L3 này hả? Như vậy mà ta hình dung là điểm M và đứng cố định trong không gian so với X0, Y0, Z0 này. Mọi người đã hiểu chứ nào? M là phải đứng cố định nhé. Vì lúc này robot nó chưa chuyển động như cả thì đương nhiên là rồi M đứng cố định. Thế nhưng mà vì M là nó một điểm nằm trong tọa độ O3, Y3, Z3. Cho nên đầu tiên chúng ta phải quay O3, Y3, Z3 sao cho trục Y3 nói về nó trùng với là trục là Y2 thế nhá. Vẽ nhỏ ra tí. Đấy, trục này. Vậy thì có nghĩa là cái tọa độ á M nằm trong hồi hệ mới á đó nè, thì lúc này là cái trục Z2 nó sẽ, bởi vì nó là quay đi là 90 độ cho nên Z2 lúc nào cũng quay đi 90 độ. Z2 qua đây đấy chưa, còn trục quay là trục X3, trục quay là quay lên chiều này đây 90 độ X3 đây này, đó 90 độ này đó. Như vậy là cái điểm M lúc này nằm trong hệ tọa độ màu đen mà mình mạnh mạnh như này. Em M nằm trong cái hệ tọa độ màu đen mình nhận mấy cái nét nhỏ 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 đây đó, trục X3 cho vẫn giữ nguyên cho nên ta vẽ có vẻ bao nhiêu thì nó vẫn nguyên đấy. Đó là rõ chưa nào? Như vậy lúc này ta có cái trục ví dụ như đây là Y3 phẩy này. Phẩy này, đó. Z3 phẩy này. Đó. Sau khi rồi ta lại bứng cái tọa độ này, ta đưa về đây. Ta bứng cái tọa độ là từ cái chỗ này này. Ta bứng về đây. Đó. Bứng về rồi ấy, thì ta lại quay làm sao để cho trục Z ấy, nó thẳng hàng với trục Z1 này. Đó. Như vậy có nghĩa là từ trục Z3 này này. Nó chuyển về Z2 này này. Trong Z2 nó chuyển về là Z1 này. Đó, Z1 này này, Z1, trung Z1 này. Đó. Xong rồi từ Z1 này nhá, thì nó mình lấy cái gốc của nó nằm đây này. Nó nằm đây này. Thì nó mới đánh lui về, rụt lui về dưới này. Đó, cái gốc đây này. Thì bây giờ nó trung rồi, cho nên là ba trục còn là Z, nó trung trục hệ mới này, trung với Z1 rồi, thì nó chỉ việc quay theo cái, quay ngược lại góc Q1 nữa là nó chứ, nó trung với Z0. À, đó. Như vậy là cái hình dung cái phép biến đổi là như thế, ta sẽ có tọa độ của cái R0, trục R0 này này, ở trong cái hệ tọa độ X0, Y0 và Z0. Đó. Thưa thầy là em làm cái kiểu khác, em làm từ 0 tới, em làm từ tọa độ điểm 0 em rời tới điểm M chứ em không làm từ đó. Em làm thế là em làm theo kỷ lập học sinh lớp 11, 12 rồi, không phải của robot. Bởi vì robot nó một chuỗi mà đâu có phải là tính trực tiếp như thế được.
không thấy, nhưng mà em làm cũng hệ tọa độ nhưng mà em rời từ điểm không. Không không không, em là phải làm đó là phép biến đổi là ngược rồi, thôi hai cái nó chuyển qua chuyển về lần với nhau. Cái nó những bài sau khi mà giữa kỳ thì sẽ đến cái phần đấy. Em hình nghĩ như thế, nhưng mà thực ra là người ta phải làm ngược lại như này nó mới ra được cái hệ tọa độ, bởi vì là ô 3 này nó có thể di chuyển nữa, cái ô 4 nữa, ô 5, ô 6, ô 7 nữa đấy nhá. Thì ban đầu em đã có cái tọa độ em mơ là trong không y không dệt không đâu mà em tính. Đúng nè. Bởi vì đây góc quý 1 để là ta định như thế thôi, chứ còn trong quá trình làm việc thì cái góc này thay đổi liên tục. Mà trong khi tọa độ em mơ trong góc hệ O3 này nó cố định này. Đó. Ban đầu á là hệ tọa độ em là tọa độ em mơ trong O3 nó cố định. Còn ta quay O3 đi góc quý 3 để mà thẳng hàng chẳng qua được là phép biến đổi để dời cái hệ tọa độ tiếp theo sang vị trí mới thôi. Đó. Nếu như nó hình dung được á thì chúng ta đây hình dung sang một cái lưu này lại cái đã. Lưu vào trong cái nhầm 35 này. Đã hình dung lại vấn đề là nó thế này này. Giờ là cái ta cho một cái cánh tay này nha. Nó là giờ đây. Thì tôi đồ 3 chiều. Là cái đáy thôi. Đấy, như thế. Đó. Thì M nó có cái bán kính, ví dụ như là đây. Mơ có bán kính. Thế được không đây? Đó, thế được không? Bắt đầu đó. Cái mơ đây. Bây giờ em đem cái hệ tọa độ này em di chuyển đến một cái điểm sáng, một vị trí mới. Thì tôi không biết, bây giờ đến đây chẳng hạn. Nó sẽ có cái hệ tọa độ mới của em đây. Đó. Đó. Như thế. Đó. Thì em đi từ, em sẽ đưa nó từ chỗ này chạy đến đây đúng không? Cái hình dung chứ nào. Xong rồi á, là thì rõ ràng lúc này là cái bán kính của nó không đi trên độ đến phải R0 là RN đi. Phải RN ra R0 nó không đúng đâu, bởi vì R0 là về cái hệ tọa độ. Hệ tọa độ là quán tính cơ. Còn hệ tọa độ quán tính của ta thì phải trước luôn được. Đây hệ tọa độ quán tính đây. Đó. Đấy. Hệ tọa độ quán tính đó. Xong rồi từ cái này em có thể là cho nó di chuyển tiếp. À. Từ cái này có thể cho nó di chuyển tiếp sang hệ tọa độ mới, ví dụ qua đây. Đấy, qua đây. Qua đây, nó như thế. Thế là em bế cái điểm này cho nó chạy về đây, đúng không? Xong rồi từ đây em có thể chạy tiếp xong một lần nữa, còn chung đi đâu cũng được. Có thể em cho đi qua đấy. Qua đấy. Đó. Lên đấy, đấy nhá. Về đấy, đó. Thì như vậy còn nghĩa là quả trình em chạy đi qua đấy. Đúng không nào? Đó, rồi xong có thể cho nó đi sang chỗ khác. Như thế. Rồi sau đó cho nó à, bây giờ thôi không đi nữa, đi về luôn. Về đây. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ có những cái bán kính này. Bắt đầu là RN này. Tiếp theo là RN trừ 1 này. Đúng không? Rồi tiếp đến là RN trừ 2 này. Thấy nhá. Rồi tiếp đến là RN trừ 3 này. Và cuối cùng mới là RN từ điểm này về đấy thì người ta phải có cái RN là R0 là RN trừ N này. Đó. Những cái đường màu tím nó đường nối bán kính như thế. Mọi người đã rõ chưa nào? Rồi tiếp tục về bờ bài ra mà xem mà suy nghĩ nữa, đọc tài liệu nữa vô nha. Hết giờ để nghỉ rồi đã. Nghỉ để con chiều con làm việc với chiều nữa.